Trời ơi, tin được không, CEO Chè Trang Hy ghé chơi quán của tôi. Liệu đây có phải là một hình thức ăn miếng trả miếng hay không? Ngày tàn của cô ấy có râu đã tới rồi sao? Nhìn gương mặt đầy sát khí của anh ấy, mình cảm thấy thật sự run sợ. Mới ngày nào còn combat cực căng, nay chuyện cũ bỏ qua, cô gái có râu book hẳn CEO Chè Trang Hy đến review quán mới. Từ khi khai trương quán mới, cô gái có râu nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng nói chung cũng như các food reviewer nói riêng. Ai cũng tò mò rằng liệu một người chuyên đi review ăn uống khi mở quán ăn thì chất lượng sẽ ra sao? Chắc là phải đỉnh lắm đi thôi, vì cô gái có râu vốn là người nổi tiếng review khắt khe trong chuyện ăn uống cơ mà. Và để chứng thực điều này, một vài người dũng cảm đã đến tận quán ăn thử và cho cảm nhận. Cô là người mở hàng luôn 4-5 giờ chiều nên khá là bận. Thấy trên mạng thì cô gái có râu hơi đăm đăm một xíu, nhưng mà được các ngoài đời thì thân thiện nhiệt tình. Món ở đây dao động từ 69 cho đến 189 cần. Không quá mắc cũng không quá rẻ, ngay mặt tiền mà. Hồi mới nói ra là order tôm trứng muối mà quán đưa lộn. Hôm mấy bạn nhân viên cũng có đến xin lỗi. Bù lại một đĩa được 5 con tôm to nè. Muối ớt thì siêu đậm đà luôn. Hương xào bơ tỏi, nhớ kèm thêm bánh mì để chấm nha. Món ổn áp nhất chắc là sò huyết sốt nghe đó, nhưng mà hơi ít sốt. Còn lại các món khác thì kiểu không có gì đặc biệt, bình thường á. Nhân viên ở đây được cá nhiệt tình nhưng mà chắc còn mới nên cũng chưa có nắm rõ về quán, ví dụ như là giờ mở cửa không biết nè, hay là giới thiệu cho tôi cái món này là đặc trưng của quán mà cá nhân tôi thấy không có hợp. Nó bị khô á mọi người, xong tôi gọi cái lẩu dê này cộng là topping nhiều ha, ngó sen đậu hũ táo tàu thịt dê rất là nhiều. Mà trời ơi, nước lẩu nó quá ngọt, kiểu không hấp được miếng nước. Ngày hôm nay là 900 cần đi cỡ tầm 5-6 người, giá thì cỡ tầm 150 cho đến 180 một người, mà hương vị thì chắc sẽ không quay lại với ta. Riêng chuyện ăn uống thì đúng là mỗi người một khẩu vị, khen chê là điều quá bình thường luôn. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì đâu có drama cho dân mạng chấm hóng. Ngay sau khi nữ TikToker trên nói sẽ không quay trở lại quán, dường như chỉ chờ có thế, cô gái có râu lập tức lên video đáp trả. Rất nhiều người đã đến review quán của anh rồi, khen chê có đủ, nhưng riêng em thì anh sẽ làm cho ra lẽ. Anh thì nhiều đối thủ thiệt, nhưng mà anh đủ kinh nghiệm và tỉnh táo để nhìn ra được ai đang muốn hại mình qua cái kiểu mà truyền thông không có được sạch này. Còn cái việc mà ai thuê em tới quán của anh để mà chê á, thì anh cũng rất là nghi ngờ. Anh không có buồn hay là trách em quá đâu bé, tại vì anh vẫn còn đủ cái sức ảnh hưởng để mà có thể tự đứng lên bảo vệ bản thân mình và bảo vệ thương hiệu của mình. Anh mới mở cửa có 5 ngày mà có khách họ đi ăn 3 lần, đi ăn 2 lần. Em với bạn em á ăn nát bét cái bàn đó. Một đứa còn 150, 180 mà hải sản tươi ngon. Rõ ràng em được trải nghiệm dịch vụ tốt và em cũng thấy được cái tâm của người chủ quán rồi. Thì cớ sao em buông một cái lời cuối cùng là hơi dẹp đi, không bao giờ quay lại nữa. Sau màn đáp trả của chủ quán, nữ food reviewer tạm thời không lên tiếng nữa, cho sóng yên biển lặng. Nhưng một người thích thử thách như là cô gái có râu có lẽ thấy như vậy là quá nhàm chán. Anh quyết định tạo nét cho series content về quán mới của mình bằng việc mời CEO Chè Trang Hy đến review. Run quá mọi người ơi, mình tưởng là CEO của Trang Hy tới để mà tính sổ với mình, nhưng mà không nha, tới đây để ăn và góp ý coi bên mình cần cải thiện cái gì. Tại vì cái anh CEO bên Trang Hy này cũng là một doanh nhân khá thành đạt đó mọi người. Ảnh có khen á, đồ ăn bên mình thì nêm nếm vừa à, nhưng mà nói chung là về khẩu vị thì tùy món có món thích có món không, nhưng mà tôm càng với lẩu cua là rất là ngon. Tuy nhiên á, là về vận hành và nhân viên á, thì vẫn còn phải cải thiện. Chuyện cũ nếu ai đã quên thì xin nhắc lại cho nhớ. Chè Trang Hy và cô gái có râu từng có màn combat cực căng dậy sóng TikTok một thời. Thật sự là mình bó tay con bé Trang Hy này rồi mọi người. Mình chưa từng gặp một cái người như vậy trên đời luôn á. Mong là Chè Trang Hy sẽ họp cổ đông, tiếp thu, sửa đổi và nâng cấp dịch vụ. Nhưng mà quan trọng nhất là hãy thay đổi giám đốc marketing giùm mình nha. Bây giờ còn đăng là các đối tác cứ yên tâm, mình không dám nhận bên mình là trùm marketing. Nhưng mà 6 năm kinh doanh hai vợ chồng mình chưa thua một dán truyền thông nào. Thế mà giờ CEO đến tận quán của cô gái có râu để review khiến khán giả cứ phải gọi là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bực ngửa. Thật sự là gặp CEO của Trang Hy mình rất là vui mọi người, thật sự rất là vui. Tại vì người ta giỏi hơn mình nói chuyện với người ta mình cũng học hỏi được ít nhiều. Cô gái có râu khẳng định anh không có tiền tỷ để book CEO ghé thăm quán đâu. Tất cả chỉ là chuyện cũ mình bỏ qua.